Bích Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay tối thứ năm ngày 2 tháng 5 năm 2019. Đến với chương trình bản tin hoạt trình đốn gồm có hai phần. Phần 1 là tin quan trọng và tiếng nói cử tri. Phần 2 là phóng sự cộng đồng. Sau đây Bích Phương có mời quý vị theo dõi phần tin quan trọng. Sau cuộc họp chính sách vừa kết thúc vào ngày thứ tư, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Jerome Powell cho rằng sự suy giảm, lạm phát gần đây ở Mỹ chỉ là tạm thời và không đưa ra tín hiệu nào cho thấy Fed đang cân nhắc khả năng giảm lãi suất, bất chấp sức ép từ chính quyền tổng thống Donald Trump. Theo tin từ Bloomberg, ông Powell, người bị ông Trump nhiều lần chỉ trích là gây cản trở tăng trưởng kinh tế Mỹ, bằng bốn đợt nâng lãi suất trong năm ngoái. Nói với các nhà báo rằng, lập trường lãi suất của Fed hiện là phù hợp và chúng tôi không nhận thấy có lý do mạnh mẽ nào để tăng hay giảm lãi suất không nằm ngoài dự báo lãi suất cho vay qua đêm tham chiếu được Fed giữ nguyên ở khoảng 2,25 đến 2,5%. Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, kết quả cuộc họp khiến thị trường chứng khoán Mỹ và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm điểm trong khi đồng Mỹ kim tăng giá. Hôm thứ ba, khi Fed bắt đầu họp, ông Trump đã lên tiếng kêu gọi Fed có hành động để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong một dòng trạng thái twist trên mạng xã hội Twitter. Ông Trump nói nền kinh tế Mỹ sẽ đi lên như một tên lửa nếu Fed giảm lãi suất và nối lại việc mua tài sản. Tuy nhiên, tuyên bố sau cuộc họp của Fed nhắc lại những gì đã nói sau cuộc họp lần trước rằng Fed sẽ kiên nhẫn khi xác định xem nhiều chỉnh lãi suất trong tương lai như thế nào là phù hợp. Ông ấy chẳng có vẻ gì là vội trong việc giảm lãi suất. Ông Kho Tamabom, chuyên gia kinh tế trưởng thuộc Northern Trust Corporation nhận xét Ông ấy đã làm việc tốt đưa ra quan điểm của Fed rằng nền kinh tế đang tích cực và ông ấy cũng nhiều lần đề cập rằng lạm phát giảm chỉ là nhất thời. Mục tiêu lạm phát mà Fed đề ra là 2%, nhưng từ năm 2012 đến nay, mục tiêu này gần như không đạt được. Tháng 3 vừa qua, lạm phát ở Mỹ theo thước đo được Fed ưa chuộng chỉ đạt 1,5%. Tuyên bố của Fed đánh giá rằng hoạt động kinh tế Mỹ tăng trưởng với tốc độ vững chãi và thị trường việc làm vẫn đang mạnh. Trong quý 1 năm nay, tổng sản phẩm trong nước GDP của Mỹ tăng 3,2%, một mức tăng vượt dự báo. Số việc làm mới trong khu vực phi nông nghiệp của nước này trong tháng 3 cũng đạt gần 200.000, cao hơn kỳ vọng. Quan điểm của chúng tôi vẫn là với một thị trường việc làm mạnh và tăng trưởng kinh tế tiếp diễn, lạm phát sẽ dần đạt được 2% và sẽ dao động quanh mục tiêu dài hạn này của chúng tôi ông Powell nói. Quân đội Mỹ chưa được lệnh chuẩn bị cho chiến tranh ở Venezuela. Theo nguồn tin của Reuters, ngũ giác đại hôm thứ Tư 1 tháng 5 dường như hạ thấp mọi sự chuẩn bị tích cực về việc can thiệp trực tiếp vào Venezuela để lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, nhưng lại thừa nhận kế hoạch dự phòng chi tiết khi tình trạng hỗn loạn chính trị ở quốc gia giàu, giàu mỏ ngày càng nghiêm trọng. Vài giờ sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng hành động quân sự nếu cần thiết. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan nói rằng Hoa Kỳ đã tiến hành kế hoạch hết sức nghiêm trọng đối với Venezuela. Nhưng ông và các viên chức khác tiếp tục nhấn mạnh áp lực ngoại giao và kinh tế như một cách giúp lật đổ ông Maduro, thay vì việc thay đổi chế độ bằng quân sự do Mỹ dẫn đầu. Theo Reuters, phụ tá Bộ trưởng Quốc phòng Catherine Wilberger về các vấn đề an ninh quốc tế nói tiếp, Chúng tôi dĩ nhiên luôn xem xét các lựa chọn sẵn và có chuẩn bị cho các tình thế, cho tới nay quân đội Mỹ phần lớn chỉ đóng vai trò giám sát trong các quyết định về chính sách ngoại giao của Mỹ về Venezuela, dù từng có đóng góp nhỏ như vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới Colombia để được chuyển tới Venezuela. Ngoài ra quân đội Mỹ cũng tăng cường việc thu thập tình báo và chia sẻ thông tin tình báo với các đồng minh như Colombia trong khi lên kế hoạch giải tán những người Mỹ khỏi Venezuela nếu cần. Theo Reuters, việc hoạch định đó là tiêu chuẩn trong bất kỳ cuộc khủng hoảng nào có quy mô như ở Venezuela. Gia đình Trung Quốc trả 6.5 triệu Mỹ Kim để con vào Đại học Stanford, vào trường nổi tiếng ở Mỹ. Vị chủ môn này thừa nhận đã cầm hàng chục triệu Mỹ Kim từ phụ huynh để đưa những đứa trẻ giàu có vào một số trường đại học hàng đầu ở Mỹ. Gia đình của một sinh viên Trung Quốc đã trả cho tư vấn viên đại học 6.5 triệu Mỹ kim để con họ được vào đại học Stanford, một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu của Mỹ cũng như thế giới, theo Wall Street Journal. Đây là một trong những trường hợp liên quan đến đường dây chạy trường của William Rick Singer. Tư vấn viên đại học tại tiểu bang California, UC Zao, người được nhận vào Stanford năm 2017, cả cô và bố mẹ cô sống ở Bắc Kinh đều bị buộc tội và không rõ liệu họ có đang bị điều tra hay không. Stanford đã hủy bỏ việc nhập học của cô Dao vào tháng 4 và cô không còn là sinh viên trường này nữa. Nguồn tin cho biết gia đình của cô Dao đã được một tư vấn viên tài chính tại hãng Morgan Stanley tên là Michael Wu giới thiệu cho ông Singer. Người phát ngôn của Morgan Stanley cho biết ông Wu đã bị buộc tội thôi việc vì không hợp tác trong cuộc điều tra nội bộ về sự việc Tại một phiên tòa hồi tháng 3, công tố viên cho biết, tư vấn viên ông Singer đã tìm cách để em giao được tuyển vào đội treo thuyền của Stanford, đồng thời tạo hồ sơ giả của các thành tích giao đạt được trong môn thể thao này. Nữ sinh người Trung Quốc cuối cùng không được tuyển, song công tố viên kết luận cô được nhập học ở Stanford một phần là nhờ những thành tích giả cùng với việc ông Singer đã quyên góp 500.000 mỹ kim cho chương trình treo thuyền của trường. Ông Singer đã thừa nhận hành vi gian lận cũng như các cáo buộc khác liên quan đến đường dây mà các công tử viên nói là bao gồm việc gian lận trong các kỳ thi đầu vào đại học và hối lộ huấn luyện viên thể thao để họ được tuyển các học sinh không thực sự có năng lực.